Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh dạy vẽ của mình. Và mình sẽ là người đồng hành cùng với các bạn để có thể hoàn thành ra được bức tranh của ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, trên bầu trời của chúng ta vào mỗi buổi đêm sẽ có những vì sao. Tuy nhiên, ở dưới mặt biển chúng ta vẫn sẽ có những vì sao. Thế nhưng, nó không phải là sao ở trên trời nữa, mà nó là một loài động vật. Nó có tên là sao biển. Nó thì có hình dạng giống như là một ngôi sao năm cánh. Và để chi tiết hơn nó như thế nào, mọi người cùng mình cầm giấy và bút lên bắt đầu vẽ luôn nhé. Và mọi người hãy nhớ đấy là theo dõi hết video nha.